rồi, đã luyện thành rồi. Cô à, đã luyện thành Ngọc Nữ Tâm Kinh. Sao có thể nói là tập luyện thành công? Bây giờ chúng ta chỉ học được chiêu thức, vẫn chưa được hiểu thông tất cả. Nếu thật sự tập luyện thành công, e rằng là chưa có đúng. Không sai. Muốn tập luyện thành công, không biết là tới ngày nào tháng nào, nhưng mà điều kỳ diệu bên trong chúng ta đã biết hết rồi. Chỉ cần chúng ta tiếp tục tập luyện, võ công càng sâu thì nội lực càng mạnh. Cô à, không được vui hay sao? Sau khi luyện xong Cửu Âm Chân Kinh thì chúng ta... Quả nhi biết, nếu cô không thích Hạ Sơn thì chúng ta vĩnh viễn ở chỗ này. Thiệt à? Ừ. Tại sao lại không được vui? Ngươi ưa thích náo nhiệt, cho dù muốn ngươi ở lại nơi này, trong lòng ngươi cũng đâu có vui. Vậy thì sao? Chúng ta trải qua nhiều năm trong cổ mộ thì vẫn sống như vậy. Ta không muốn ngươi không được vui. Cô muốn đi đâu? Ta thấy rối loạn, ta muốn đi dạo chơi. Con nhỏ kia võ công của ngươi cũng khá lắm. Con trai của ta đâu? Mau trả lại đi. Đừng có hòng bỏ đi. Tại sao không trả lời? Con trai của ta có phải là bị ngươi bắt đi hay không? Họ nói là con trai của ta đang ở trong Dương Cung, nhưng mà ta kiếm cấp trùng Dương Cung kiếm không ra. Hả? Có thấy hay không? Thấy cái gì? Con trai của ta là Dương Quá. Lại chờ chờ, cô là quả nhi đi, cô là quả nhi của chờ. Quả nhi chờ, con chờ, con chờ.
Rốt cuộc ta kiếm được con của ta. Cha. 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 Rốt cuộc đã kiếm được con. Cha. Cô à, người này là nghĩa phụ mà Quá Nhi đã từng nhắc qua. Ta đoán được. Cha, bao nhiêu năm qua cha bỏ đi đâu? Con thiệt là nhớ tới cha. Ta cũng nhớ con lắm. À. Quá Nhi, qua đây. Cô nương đó là ai vậy? Là sư phụ của con. Hả? Sư phụ? Nhưng mà tại sao sư phụ của con lại trẻ tuổi như vậy? Muốn học võ công hay là để cho cha dạy cho? Cha có thể dạy cho con tuyệt thế thần công. Hả? Tuyệt thế thần công gì? Hả? Cái này à? Môn tuyệt thế thần công này không thể để cho sư phụ cô nương của con thấy được. À. Ê, khoan đã. Nè, cha nói cho con nghe về cái môn hàm mô công này đó. Không thể để cho cô nương trẻ tuổi nó thấy được, biết chưa? Qua bên kia. Dạy võ công cho con của ta. Con không có được nhìn lén. Ta nói chuyện với cô mà không nghe sao? Không nhận lời à? Vậy đừng trách ta vô lễ. Luyện công đi. Nè cô à. Qua đây. Cô à, đừng quá nhiên à. Nè. Hay lắm. Chỉ có điều hay nhưng mà không xài được. Đáng lý phải luyện như vậy nè.